Hiện tại thì bây giờ chú làm cái công việc gì? Chú thì làm ở bên xây dựng mà làm phần kết cấu á. Dạ. Rồi chú năm nay 59 tuổi, chú tìm hưởng thương các cô độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để phù Độ hợp? tuổi từ 52 sắp lên, 59 trở xuống. 52 đến 59 hả chú? Đúng. Dạ. Chứ nhỏ quá thì không được, con nó Dạ. không chịu. Như bị gì hồi trước á, thì chú có đi bộ đội, cũng có tấm lòng đạo đức đối với quân và dân. Sau này về á, rồi chú mới lập gia đình, rồi sau này á, chú mới ăn chay trường tu theo đạo giáo Hòa Hảo á, thì Dạ. cũng làm các việc từ thiện. Thì mình cứ tu thủ một mình, nấu cơm nấu nước ăn cũng một mình, rồi mình nằm ngủ cũng một mình. Nói nhưng mà mình đi ra đi vô ấy, thấy người ta có vợ có chồng á, như mình cảm thấy mình cô đơn quá. Nhưng mà mấy em mấy cô á, nhưng mà có đồng cảnh ngộ với anh á, có cô đơn nhưng mà anh cũng thông cảm với anh, rồi kết nối với chương trình Phúc Nghĩa. Nói rồi Phúc Nghĩa cho số điện thoại của anh, rồi mình kết nối để mình trò chuyện, để tâm sự, để hiểu nhau hơn. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị thân thương trong và ngoài nước. Dạ con chào chú. Dạ, chú chào Phúc Nghĩa. Dạ chú chào khán giả giúp con. Mình chào khán giả trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng Dạ con một cảm ơn ngày chú. được an khang thịnh vượng. Dạ con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ giúp con. Chú năm nay mình mấy mươi tên gì và từ đâu đến để cho khán giả biết được hả chú? Chú Nguyễn Văn Ta sinh năm 1965, quê ở An Giang. Năm nay mình mấy mươi chú? 59. Chú tên gì chú chia sẻ lại giúp con. Ta, Nguyễn Văn Ta. Chú ta 59 tuổi Đúng rồi. ở An Giang. Dạ chú chia sẻ thêm á là hiện tại bây giờ tình trạng hôn nhân của mình hả chú? Thì chú nói với Phúc chương trình của Phúc Nghĩa, thì chú hồi đó năm 86 Dạ. cưới vợ, rồi hai chồng sống được hai mặt con. Hồi đó là nói là sanh chỉ hai con thôi đó, Dạ. rồi sau cái thím mới có bầu là năm 2000 đó, là sanh con bé Út. Sau đó là 3 tiếng đồng hồ thím mất Dạ. nó, rồi mình anh chú là nuôi 3 đứa con Dạ. đi làm nuôi. Nhưng mà chú đi làm, còn cô Năm á, thì chị Năm á, thì Dạ. nuôi con bé đó 1 tháng, trong tháng cừu con chị thứ ba nó thì cũng lo phụ tiếp, Dạ. bị nó 12 tuổi rồi. Dạ. Rồi bây giờ tháng cô ba nuôi tới lớn, nhưng mà chú thì đi làm thôi kiếm tiền, Dạ. còn chăm sóc thì cô ba nó với chị nó. Là cô ba là như thế nào chú? Cô ba là chị ruột của chú. Chị ruột của chú là nuôi con của chú. Nuôi bé Út á, Dạ. Út bé Út chú hiện tại bây giờ chắc cũng hai mấy tuổi hả chú? có chồng có con rồi, Dạ, năm nay là cũng 24 tuổi từ năm nó 2000 tuổi tới thần giờ. mà, Dạ. nó tuổi thần đó. Dạ từ năm 2000 đến giờ thì cũng 24 25 rồi. Đúng rồi, Là hiện tại bây giờ chú được mấy người con? 3 người, thằng cha thứ hai, đứa Dạ. gái thứ ba với bé Út đó. Bây Dạ. giờ có chồng có vợ riêng tư hết rồi, Có xuôi gia đồ hết luôn có hả chú? xuôi gia hết rồi. Dạ. Hiện tại thì bây giờ chú làm cái công việc gì? Chú thì làm ở bên xây dựng mà làm phần kết cấu á Dạ. đó. Đó Là kết cấu là như thế nào chú chia sẻ rõ giúp con. cũng như là mình là trước thì mình làm móng, rồi mình Dạ. đổ lót, rồi mình bô sắt kéo cốt pha, mình đổ móng, Dạ. mình lên cột, cứ mình bô sắt, rồi bắt đầu cái mình mới ghép cột, đổ cột, Dạ. rồi mình mới bắt sàn chạy đà này kia mới đổ sàn. Dạ. Nó là phần kết cấu đó. Trong đó thì nó có một là cốt thép, Dạ. hai là cốt pha, ba là bê tông Dạ. đó. Rồi chú làm công việc đó được lâu rồi chưa chú? Làm từ năm 2009 tới giờ. Là năm nay cũng 15 năm hả chú? Đúng rồi. Dạ. Rồi trước mình có học bên ngành nghề không chú? Hồi trước mình không có học. À, mình làm kiểu như lâu ngày cái thành cái tay nghề hết chú. Đúng rồi. Dạ. Rồi trước giờ chú làm bên đó là mình làm cho công ty hay như thế nào? Cũng như có khi mình lãnh thẳng công ty, có khi mình lãnh nhà tư, rồi có Dạ. khi mình đi làm thợ, có khi mình đi coi lính. Dạ. Nó cũng nhiều nội dung lắm. Mới ra thì mình cũng đi làm thợ, rồi Dạ. sau mới coi lính. Đó, làm dần dần vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ thì cái công việc đó cũng ổn định hả chú?
ổn định, nhưng mà công việc của chú là ổn định rồi, nhưng mà chú chỉ làm vậy thôi chứ chú Dạ. không, ngoài ra không làm chuyện gì nữa. Dạ. À, hiện tại bây giờ là chú làm ở khu vực nào chú? Ở chỗ Cần Đốt Long An. Dạ. Khu vực Long An mình mướn phòng trọ là đó mình Ừ. làm. Rồi khoảng bao lâu rồi chú về quê? Có khi dỗ quải này kia chú mới về, còn không có thì chú làm, bởi vì mình đi làm đâu có thời gian đâu. Mới Dạ. xây dựng cháu biết rồi. Dạ. Con cảm ơn chú. À, chú chia sẻ thêm giúp con á, là chiều cao và cân nặng của mình đó chú. Chiều cao 1m72, Dạ. cân nặng cũng 74 75 kg gì đó, nhưng mình chưa cân. Dạ. À, chú tìm được thương các cô chiều cao và cân nặng như thế nào để phù hợp mình nhé. Nhưng mà thấy vừa là được rồi. Dạ. Rồi à, chú năm nay 59 tuổi, chú tìm được thương các cô độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu để Độ phù hợp? tuổi từ 52 sắp lên, 59 trở xuống. 52 đến 59 hả chú? Đúng rồi. Dạ. Chứ nhỏ quá thì không được, con nó Dạ. không chịu. Dạ. Khi chú lên chương trình chú có thông báo cho con biết không? Có con có khi nó cũng không có biết chương trình đâu, nhưng Dạ. mà nó nói cha kiếm một người nào á để tâm sự này kia, rồi chứ con đâu có ở bên cha đâu Dạ. nó. Nhưng mà mình thấy mình đi làm á thì ngày tháng nó trôi qua hoài, bởi vì có con rồi có em út bè bạn này kia đó làm chung á, rồi cái thời gian đó mình thấy nó cũng không có buồn. Nhưng mà chỉ tết giờ đó con cái không theo làm á, thì công việc mình đi làm mình nên á. Chú tìm nửa yêu thương thì chú có phân biệt là các cô đó ở vùng miền nào không chú? Chú thì coi như là từ Sài Gòn mình trở về miền Tây thôi. Tất cả các tỉnh thành miền Tây hết chú? Dạ. Rồi hiện tại bây giờ thì công việc chú ổn định, nhà thì chú cũng có ở dưới miền Tây, ở An Giang, chú mới vừa chia sẻ là An Giang đúng không? Đúng. Dạ. Chú tìm nửa yêu thương thì các cô kinh tế như thế nào để phù hợp với mình chú? Nhưng mà chú tìm nữ yêu thương á là mình tìm hạnh phúc, nó để sau này á mình chăm sóc với nhau trong khi buồn vui bệnh hoạn ốm đau, chứ chú phải chú đi tìm tiền. Nhưng mà cái người á nào á vừa thôi, nhưng mà giàu quá thì không được. Dạ. Và nếu như nghèo quá được không chú? Không, nhưng mà nghèo quá cũng được, không sao. Dạ. Về chú với người đó làm vừa mình tìm cuộc sống nó, thì chú nói với Nghĩa thì coi như bao nhiêu thì nó cũng không đủ, nhưng mà cái con người mình biết đủ là nó sẽ đủ đó. Dạ. Rồi công việc chú làm á, thường thường là chú đi làm với ai? Có người nhà đồ đi làm chung không? Cũng như mà chú đi lãnh làm công gì hả, coi ca gì, thì cũng có con cái em út bè bạn đi làm. Bởi vì chú làm thì không phải mà cuộc sống của mình, cũng còn em út này kia, bạn bè này kia đó, nó có việc làm á mình cũng đi kiếm việc làm cho nó. Dạ. Kiểu như có qua có lại hết chú. Đúng rồi. Dạ. Rồi chú có thể chia sẻ thêm giúp con á. Mình làm vậy là tại vì con trước giờ con cũng chưa có rành gì cái công việc đó. Đúng rồi. Mình làm vậy là thu nhập bình quân có khoảng được bao nhiêu chú? Nếu bình quân á thì một tháng chắc cả 10 triệu xuất lên, Dạ. Là mình cái đó là mình đi làm cao công ha, là mình đi làm làm công á, là chú làm công là tháng một ngày có nhiêu tiền? một ngày 500 xuất lên. Dạ. Rồi chú làm vậy là trước giờ chú có để dư được khoản phí nào không chú? Như vậy chứ chứ không có nhiều, Dạ. bởi vì mấy năm trước con nó khổ đó, Dạ. rồi mình dắt đi làm cái kia mình giúp cho nó vậy thôi. Rồi bây giờ từ đây sắp tới thì nó con cái nó hết khổ rồi Dạ. thì mình tự mình làm. Dạ. Con cảm ơn chú. Chú chia sẻ thêm giúp con á. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình để cho các cô hiểu, ví dụ như rượu bia, thuốc lá hoặc là sở thích gì đó chú, không mời chú chia sẻ. Nói chung á, cái khuyết điểm của chú á thì nó không có nặng mấy. Như bị gì hồi trước á, thì chú có đi bộ đội, cũng có tấm lòng đạo đức đối với quân và dân. Sau này về á, rồi chú mới lập gia đình, rồi sau này á, chú mới ăn chay trường tu theo đạo giáo Hòa Hảo á, thì Dạ. cũng làm các việc từ thiện. Nó thành ra coi như chú không quan tâm về cái khuyết điểm, nhưng mà có khi người ta chặt
mình có thông cảm được, thì coi như cái chuyện đó là như nó không có. Dạ. Còn rượu bia thuốc lá như thế nào chú? Rượu thì rượu bia chú cũng uống và thuốc chú cũng hút, bởi vì làm ăn. Dạ. Thì chuyện nó bắt buộc, nhưng mà chú uống thì nó cũng vừa. Dạ. Không phải mỗi ngày uống, có khi tuần nó bày ra cho lính em út con cái trong dạ. nhà nhậu, rồi mình nhậu cảm thấy mình vừa thì mình dừng. Dạ. Rồi tụi nó nhậu thì nó nhậu, nhưng mà nó nhậu cũng phải có cái điểm dừng nên ngày mai còn làm nữa. Dạ. Nó là vậy, nhưng mà mình giữ mình cũng giữ cho con cháu em út, dạ. Anh em trong khi làm chung với mình đó. Vậy là mình nhậu theo cuối tuần hoặc là đám tiệc thôi, chứ đúng. Không phải là ngày nào buổi chiều nào mỗi bữa cơm cũng nhậu Không, hả chú? không có. Dạ. À, chú tìm hiểu thương thì các cô ưu điểm và khuyết điểm như thế nào để phù hợp với mình chú? Các cô hả? Dạ. Các cô thì có như bây giờ 4.0 rồi, nhưng mà thì các cô cứ tự do, nhưng mà mình làm cái gì thì mình biết cái điểm dừng là được, Dạ. Ví dụ không như không quan trọng. cờ bạc đồ là sao? Không, cái việc cờ bạc thì không có được. Còn như mà lỡ uống rượu bia chung đỉnh thì không sao. Dạ. Một là cờ bạc, số là không. Chú có biết cờ bạc không? Không, Chú học có chơi cờ bạc luôn ha. chú chỉ có mua cái thiết vài tấm vậy thôi à. Dạ, cái đó là bình thường, quá bình thường. Con cũng có mua mà. Cái đó là hầu như ai cũng có Chứ đó. còn bài bạc quánh ăn tiền này kia đó là không. Dạ. Đó. Rồi số ghi số đề này kia là không. Dạ. Chú mới vừa chia sẻ là chú ăn chay trường lúc trước hay là như thế nào chú? Ăn hồi năm 1990 mấy, hồi cấp mẹ nó mất đó còn đang ăn chay trường. Dạ. Rồi sau này khi nào chú mới ngưng ăn chay trường? Lúc đó mình cũng còn ăn chay trường, nhưng mà mình chạy mấy suốt á, suốt lúa á, thùng Dạ. nhất thơ cái chục 2,4 m đó, chiều dài á, Dạ. thùng lớn đó, thì chạy mùa đông xuân bên đất Việt, rồi qua chạy bên đất bạn Campuchia á, rồi mùa hè thu trở về bên đất Việt, mỗi năm làm 3 vụ vậy đó, rồi cái đủ tiền nuôi con, rồi mình đi làm từ thiện, rồi mình cũng làm này kia thêm. Rồi khi hồi đó thì nuôi con mà cũng dân câu dân lưới, được làm được lợi này kia, nó làm cũng đủ chuyện. Nhưng mà sau này thì con nó lớn rồi thì chú không có làm nghề sát sanh nữa, Dạ. chú mới bỏ, chú mới đi làm bên xây dựng này, đặng cho nó bớt cái nghiệp. À, hiện tại bây giờ là chú ngưng ăn chay trường, mình còn hay là như sao? Không, chú đi làm chung luôn ăn chay trường được, ăn mặn. Mình có ăn tháng không hay là giờ mình ngưng luôn rồi? Không, bởi vì đầu năm chú ăn từ 29 tới 13 Tết. Dạ. Rồi còn từ đó tới sau chú ăn mặn. Dạ. À, chú bên đạo gì chú? Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Chú là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chú tìm hiểu thương thì các cô đạo bên đạo nào để phù hợp với mình chú? Không, chú nói cho nghĩa nghe, nhưng bởi vì hồi đó chú có quy với thầy bên Tín đồ giáo Hòa Hảo á, thì coi như thầy nói là không phân biệt đạo nào. Dạ. Như bởi vì một cõi nó ba nhà, nó cũng như Phật, cửa tiên, thánh, thần. Dạ. Nó thì cũng như giả sử bây giờ chú nói cho nghĩa nghe, cũng như chú, nghĩa có 3 người con. Dạ. Một đứa làm cái này, đứa làm kia vậy thôi, chứ không có gì, thì cũng chung là anh em, không phân biệt đạo nào hết. Dạ. Vậy là các cô đạo nào cũng được hả chú? Ok. Dạ. Đúng, hồi đó là cái chú còn đang chơi trường á, là chú là bên trưởng ban vận động dạ. của xã để làm từ thiện á, cũng như ta bệnh mình đi phiên tiền, là cho ta nằm bệnh viện, người ta chết không tiền, phiên tiền làm mai táng cho người ta. Dạ. Rồi là coi như phiên tiền đi làm chi phí lấy thuốc nam, rồi đưa người ta đi lễ ông Bà Thớ, rồi lễ 18 tháng 5, lễ Đức Ông, Đức Bà, rồi lễ Đức Phật Thầy Tây An, rồi lễ Nguyễn Trung Trực, nó lễ Đức Cố Quảng. Yeah. Là hồi đó là chú với anh em cùng đưa đồng đạo đi, vì hồi đó mình cũng nắm trưởng đoàn nó, nhưng mà từ ngày vợ mất rồi đó, rồi cũng đeo đuổi được, cũng tới năm 2009 rồi đi làm ngoài này, rồi bỏ luôn tới giờ luôn. Yeah.
Mình làm đó là mình làm kiểu như mình làm công đức chứ mình đâu có nhận tiền Làm đâu công cô. đức Dạ. không có tiền đâu. Dạ, lúc đó là kinh tế mình bắt buộc phải đi làm công việc để cuộc sống cho nên mình không có theo được. Dạ. Con cảm ơn chú. Con mời chú chia sẻ thêm á, cái nỗi cô đơn của chú mà khi mà bà xã chú mất mà một mình chú thui thủi một mình làm về nuôi con suốt hai mươi mấy năm, thì người ta thì có vợ có chồng có hạnh phúc, còn chú thì cô đơn, chú cảm nghĩ như thế nào? Chú chia sẻ giúp con. Chú cũng xin trình bày với Nghĩa. Nhưng mà thời gian đó thì chú là người đạo, không có bao giờ phải lăng nhăng được. Vì mình đó là làm mình đi dìu dắt cửa đi làm này kia trong đạo, làm việc thiện. Nhưng mà vợ mất á thì mình cũng lo làm, chỉ lo cho con nuôi nó, rồi với mình đi chưa thời gian mình cũng đi kiếm thuốc nam rồi chứ làm những chuyện này chuyện kia bên từ thiện thôi. Rồi lúc đó chú cảm thấy cô đơn không có bà xã bên cạnh, chú cảm cảm nghĩ như thế nào? Nhưng mà thấy cái lúc đó thì mình đi sâu vào Phật pháp á, mình cảm thấy coi như là mình tính là coi như là mình không còn liên chuyện đời nữa. Dạ. Nhưng mà sau này á, rồi con cái này kia vậy đó, rồi thôi mình mẹ nó mất rồi, thôi mình bây giờ mình nguyện dâng trên để cho con ăn mặn, con đi làm sau này á, con của con á mà có chồng có vợ hết rồi, sau này mà làm có một cái số vốn rồi đó, rồi từ 60 tuổi sắp lên con làm có cái số vốn á, rồi con cũng sẽ trở lại, con cũng đi làm từ thiện. Dạ. Dạ, cuối chương trình chú có những lời gì chia sẻ thêm để cho các cô hiểu được cái sự cô đơn của chú trong mấy chục năm nay để an tâm liên lạc về chương trình để tìm hiểu chú không? Chú chia sẻ giúp con. Cũng chào chương trình Phúc Nghĩa, nhưng mà cũng như mấy chục năm nay rồi mình làm thì cũng lo cho con cái, nhưng mà mình cũng quên đi cái chuyện hạnh phúc của mình. Như bây giờ con cái đã lớn có cưới vợ gả chồng hết rồi, bây giờ thì mình cảm thấy bây giờ mình cô đơn nó. Nhưng mà lên chương trình của Phúc Nghĩa, nhưng mà các cô các em nhưng mà có hoàn cảnh nhưng mà giống như anh thì điện liên hệ gì chương trình để xin số Phúc Nghĩa, xin số điện thoại của anh để mình kết nối, để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà có khi mình đi làm thì trên công trường thì đông, nhưng mà trong khi mình về rồi, về nhà chỗ mình nghỉ ở nhà trọ rồi thì mình cứ thủ thủ một mình, nấu cơm nấu nước ăn của một mình, rồi mình nằm ngủ của một mình nói. Nhưng mà mình đi ra đi vô thấy người ta có vợ có chồng á, nhưng mình cảm thấy mình cô đơn quá. Nhưng mà mấy em mấy cô á, nhưng mà có đồng cảnh ngộ với anh á, có cô đơn nhưng mà anh cũng thông cảm với anh, rồi kết nối với chương trình Phúc Nghĩa nó, rồi Phúc Nghĩa cho số điện thoại của anh, rồi mình kết nối để mình trò chuyện, để tâm sự, để hiểu nhau hơn. Và Dạ. nếu mà mình có duyên đó, thì mình đi xa hơn, không duyên thì mình cũng bè bạn tốt thôi. Dạ. Hôm nay chú đến với chương trình, anh em con chú có đồng ý cho anh em con sử dụng hình ảnh lời nói của chú đăng lên cộng đồng mạng tìm được yêu thương cho chú không? Đồng ý. Dạ. Cuối chương trình thì con cũng chúc chú sớm tìm được nửa yêu thương để bù đắp lại hạnh phúc sau này. Dạ, em Nghĩa cũng xin tạm dừng chương trình ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở các video sau. Cô chú anh chị có kết nối yêu thương vui lòng liên lạc về chương trình. Anh em sẽ hỗ trợ hoàn toàn phí. Dạ con chào chú. Dạ chào Phúc Nghĩa. Dạ.